Em đi cho đã rồi, giờ bà đang chơi vậy? Nè, mình làm lại từ đầu được không anh? Cái gì? Em định quay lại lừa tình anh nữa đó hả? Không có. Chứ sao? Biết mình sai rồi. Anh cho em cơ hội nha. Thôi, một lần là quá đủ rồi em. Anh không có ngu quá mà bị em dụ nữa đâu. Em về giùm anh đi. Cái định lực ăn bánh trả tiền chắc bây giờ em đã hiểu, nhưng mà mọi thứ nó đã quá muộn khi em biết nó là một thằng điệu. Những món quà hằng hiệu cao cấp nó tặng cho em là để lấy lòng. Ngay từ đầu anh đã tuyên nhủ nhưng đối với em lắng nghe là không. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ thì em sáng mắt lên rồi đó. Những thứ nó cần nó đã lấy được thì bản thân em tự lo. Đừng quay lại đây mà khóc than chi vì tình cảm ngày đó đã hết. Vì dưới cơn mưa của 3 tháng trước em đã bước đi thì tình đã chết. Mà thôi cũng kệ, ai biểu em ngu thì ráng chịu. Vì đó sinh sự trả giá, anh nói như vậy chắc em hiểu. Em còn nhớ lúc bên anh không em, em muốn thứ gì anh cũng cho. Thì không phải giá trị vật chất nhưng chứa tình cảm anh ở trong đó. Như món quà mà em nhận được là anh bất quả dành dụm được. Tưởng rằng có thể giữ em bên cạnh ai về ham hố mà em cách bước thôi. Thì hãy chấp nhận đi em, ăn bánh trả tiền thôi em mà. Cũng tại do em ham hố quà cáp thì giờ ráng chịu luôn đi ha. Xin lỗi người, em biết mình đã sai. Nhiều lỗi lầm mong anh thứ tha. Chẳng lẽ từng nói gì hay lắm mà anh không có cửa tới đường chim bao. Sao bây giờ không mơ không mộng thì em lại đứng trước mặt anh. Nào là khóc lóc, nào là quay lại, em không thể sống thiếu anh bên cạnh. Hả? Nghe mà mắc cười, đúng là giỡn dối của tổ chức. Vì cái nước bài mà em đang đi anh đã biết hết, em đừng phí sức. Người ta có câu nói rất hay là việc mình làm sẽ nhận lại. Vậy thì em hãy nhận lấy chứ đừng có hòng mà trách ai. Lỗi một phần cũng tại do anh, là do anh nghèo không điều kiện. Mình lại đua đòi quen người yêu đẹp nên nhận lại là sự ưu phiền. Hàng ngày bữa nào cũng vậy, nhắn tin cho em cả chục tin nhắn nhưng nhận lại chỉ được một tin xin đừng làm phiền tôi đang bận. Nghĩ sao bây giờ người làm phiền chính là em. Tôi hãy dẹp đi tất cả mối kế, anh không dám tin đâu mà thèm. Vì do ngày xưa em chọn giàu sang, em cho anh nghèo không quà cáp. Thì giờ ráng chạy luôn đi em hả, anh không muốn dính vào mối tình phức tạp.